Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn sử dụng các cái cổng kết nối ở trên máy tính bàn các bạn nhé, gọi là các cái cổng kết nối ở trên PC. Đó. Thì trong video trước ấy, thì mình đã có chia sẻ các bạn về cái một số cái cổng rất là cơ bản ở trên máy tính đấy. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cũng có một số bạn có hỏi mình về đó, về thêm một số cái thông tin đó liên quan đến các cái cổng trực tiếp ở trên cái main các bạn nhé, gọi là main của máy tính bàn ấy. Đó, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ kỹ hơn một chút để các bạn dễ theo dõi nhé. Và video này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu đấy, cho nên là mình đi chậm và chi tiết một chút nhé để các bạn sẽ theo dõi nhé. Đó, thì ở đây mình có một cái main máy tính các bạn này. Đó, cái main này là main ECS này, nói chung là cái main máy tính bàn đời đầu cũng rất là lâu rồi, và mình nghĩ là bây giờ thì hầu như là các bạn cũng không sử dụng mấy cái main này nữa. Là chủ yếu là các bạn phải sử dụng các cái main tối thiểu từ G31 hoặc là H61, H81 trở lên thôi. Rồi, đây mình có một số cái cổng USB các bạn nhé, một số cái USB này. Rồi, bây giờ trước đây thì mình đã chia sẻ các bạn về các cái cổng kết nối ở trên máy tính bàn, tức là trên PC ấy, thì mình chia sẻ trực tiếp ở trên trên một cái thùng PC luôn nhé. Đó, và nếu các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm cái video đấy nhé. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn trực tiếp ở trên cái main của máy tính luôn. Và cái cổng ở trên main thì nó cũng giống như cái cổng ở trên cái thùng máy thôi, nó chẳng khác gì hết đó. Chẳng qua là ở trên main thì ở đây thì mình đang có cái main này, cho nên là mình chia sẻ các bạn cho thuận tiện luôn nhé, cho nó dễ. Rồi, ở đây các bạn này. Ở đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem một số cái cổng đây nhá, cái cổng này này. Đây, cái cổng ở đây thì mình sẽ gắn cho các bạn xem luôn. Đó, đầu tiên là cái cổng USB nhá. Ở trên đường sau ở phía sau main ấy thì chúng ta sẽ có một số cái cổng. Đó, thì khi các bạn gắn vào trên cái thùng máy ấy, thì chúng ta sẽ có những cái cổng này ở phía sau này. Các bạn kiểm tra đường sau thùng máy nhá. Đấy, thường thường là ở cái mặt trước của cái thùng CPU ấy thì nó sẽ có các cái nút nguồn và một số cái phím, một số cái cổng, nhưng mà nó ít hơn. Đấy, chủ yếu là nằm ở mặt sau của cái thùng thùng máy tính thôi. Đó, thì ở đây ví dụ như mình chia sẻ các bạn thêm này, ví dụ như đây là hai cái cổng này dùng để cái cổng to này dùng để gắn gắn dây của bàn phím này, cổng xanh này là dùng để gắn dây của chuột này, trong hợp mà các bạn còn có cái chân cắm tròn nhé. Đây, cổng VGA này, cái cổng này các bạn nhé, cổng này mình chưa dùng, cổng này cổng VGA này, là cái phần xanh xanh mà có nhiều cái lỗ nhỏ đây này. Cổng VGA để các bạn kết nối với màn hình ngoài. Đó, thì các cái main cũ thì hầu như là nó sẽ có cái cổng VGA này. Nhưng mà mình thấy là trong thời điểm hiện nay thì có một số cái main nó đắt và cao cấp hơn, thì họ đã bỏ cái cổng VGA này các bạn, thay bằng cái cổng HDMI luôn. Đó, tất nhiên là hiện nay thì main có cổng VGA này cũng rất là nhiều nhá. Rồi tiếp theo là có cổng USB này, 1 2 3 4 này, cái cổng hình chữ nhật nhỏ nhỏ đấy các bạn nhá, 1 2 3 4 này. Và đây có bốn cổng USB. Đó, tiếp theo là đây có một cái cổng hình chữ nhật này, nhưng mà bị vặn ở phía trên này, gọi là cái cổng màng LAN, cổng để các bạn gắn dây mạng vào đây, dây cáp quang đấy. Thì khi các bạn gắn dây mạng vào đây thì chúng ta mới có thể lên mạng, chúng ta xem phim, chúng ta nghe nhạc, chúng ta đọc báo và chúng ta làm việc, chẳng hạn như là gửi Gmail hay là sử dụng Zalo hay là Facebook gì đó, thì chúng ta phải có cái dây mạng gắn vào đây nhé. Ngoài ra có một số bạn có thể là sử dụng cái cạc wifi cũng được, kết nối wifi cho máy tính bàn cũng được. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã có video chia sẻ các bạn về cái cách kết nối wifi cho máy tính bàn nhé, đó là sử dụng cái anten để chúng ta kết nối giống như laptop. Thì các bạn quan tâm thì có thể truy cập thêm vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi tiếp theo là ở đây có cái cổng, ba cái cổng tròn các bạn này. Đấy, thì cái cổng ở đây các bạn lưu ý là những cái cổng này thì chúng ta sử dụng để chúng ta nghe nhạc nhé, tức là các bạn là muốn nghe nhạc trên máy tính ấy, thì chúng ta sẽ kết nối với cái loa vi tính, gọi là cái loa ngoài đó, và để nghe nhạc thì các bạn sẽ cắm vào cái lỗ màu xanh ở giữa này nhá. Đấy, gọi là cái chân cắm út, chân cắm 3.5 đấy, cái jack cắm tròn tròn 3.5 nhá. Các bạn gắn vào cái lỗ giữa màu xanh này này thì nó mới phát ra âm thanh nhá. Còn nếu các bạn gắn vào hai cái lỗ hai bên này, hai cái lỗ hai bên này thì nó không có âm thanh. Các bạn phải gắn vào cái chân cắm là cây ở giữa này. Đó, thì chúng ta sẽ kết xuất âm thanh ra ngoài để các bạn xem phim, các bạn nghe nhạc hay là các bạn làm các cái công việc ở trên máy tính mà liên quan đến có âm thanh nhá. Rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn với các bạn là cách sử dụng từ cái cổng này. Đó, đầu tiên là cái cổng USB nhá. USB thì ở đây mình có một cái USB này.
Đó, mình lấy sẵn cái USB đây này. Đây. Đó, cái này là USB Tension các bạn này. Đấy, 32GB nhá. 32GB. Đấy, hiện nay thì USB dùng để các bạn lưu trữ dữ liệu hoặc là các bạn sao chép dữ liệu từ cái máy tính này sang máy tính khác cũng rất là dễ và rất là tiện dùng nhá. Và giá hiện nay cũng USB giá cũng rất là rẻ các bạn. Đấy, 8GB hay là 16GB, 32GB vân vân. Đó, thì bây giờ để sử dụng cái USB này thì các bạn sẽ đẩy lên nhá, đẩy cái lẩy này lên này. Đó, và chúng ta sẽ có cái chân hình chữ nhật ở đây. Thì mình sẽ gắn vào cái cổng này. Đây nha, cái cổng hình chữ nhật đây này. Đây, bốn cái cổng này, các bạn gắn vào cổng nào cũng được. Đó, nếu mà trường hợp các bạn gắn USB vào các chân cắm trên trên máy tính mà cái cổng này nó không nhận thì các bạn phải chuyển sang cái cổng khác thôi. Đây, mình gắn vào đây nhá. Đây, như thế này. Đó, hình chữ nhật thì đi với hình chữ nhật thôi. Đó, như vậy là mình gắn vào rất là gọn này. Đấy, gắn vào luôn này. Đó. Các bạn thấy không? Rồi. Và rút ra nhá. Nếu các bạn để như thế này này, các bạn gắn như thế này mà không được này. Các bạn đẩy không vào ấy là do nó chưa khớp cái chân cắm thôi. Thì các bạn lật lại nhá, lật lại như thế này thì các bạn sẽ gắn được. Đó, chúng ta gắn vào cổng nào cũng được nhá. À, cái này là USB 3.0 các bạn. USB 3.0 nhưng mà nó sẽ tương thích với lại cái chân cắm 2.0 ở trên cái men này cũng được. Các bạn gắn vào vẫn sử dụng được. Đó, 3.0 vẫn tương thích với 2.0. Người ta gọi là tương thích ngược đấy. Đó. Và là cái USB này các bạn này. Đây, mình có USB này. USB này cũng là Tension luôn. Đấy, mình thì mình cũng hay dùng cái hàng Tension. Đó, có thể là do mình dùng quen trong thời gian dài rồi. Đấy. Cái này cũng đẩy vào đẩy ra này. Đó, thì cũng gắn vào đây thôi. Rất là dễ nha. Rồi, trong thời gian vừa qua thì mình đã có chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng USB nhé, để các bạn copy dữ liệu hoặc là các bạn copy nhạc hoặc là một số cái dữ liệu liên quan đến công việc, chẳng hạn như Word, Excel đó, và cách kết nối USB vào máy tính bàn này, cách kết nối USB vào laptop này. Đó, thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết một số video trước. Đó, thì các bạn quan tâm về cái cách kết nối USB vào máy tính thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên kênh của mình nhé. Rồi, đó là cái phần USB các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái loa nhé. Đấy, về cái loa đấy, thì mình sẽ gắn vào đây như thế nào nhá. Đây, mình sẽ lấy một cái loa. Hiện nay là mình đang còn một cái loa vi tính, loa loại nhỏ đấy, thì cũng chia sẻ làm demo các bạn luôn nhá. Kết nối loa vào trên men nhé. Ở đây các bạn này, đây mình có một cái loa Guinness này, Guinness đấy. Nói chung là loa này loa vi tính loại nhỏ nhá. Và cũng rất là dễ sử dụng. Thì cái này chỉ dùng để chúng ta xem phim và nghe nhạc bình thường thôi. Không có, nói chung là loa thì chất lượng nói chung là tốt thì cũng không tốt lắm, nhưng mà giá thì tương đối là rẻ nha. Các bạn có thể tham khảo thêm ở trên mạng. Rồi, ở đây mình cái loa này nó có hai chân cắm các bạn này. Đây, chân cắm đầu tiên là một cái chân USB này, để các bạn gắn vào máy tính này. Đó. Và cái chân thứ hai là cái chân jack cắm 3.5 mà lúc nãy mình có chia sẻ các bạn đó, gọi là cái chân cắm âm thanh đấy, jack cắm 3.5 nhỏ nhỏ tròn tròn này này, gọi là jack cắm 3.5. thì các bạn sẽ gắn cùng lúc hai cái này vào trong máy tính nhá, thì chúng ta mới xuất âm thanh ra ngoài được. Đó, bây giờ mình sẽ gắn vào cho các bạn xem nhá. Ở đây các bạn này. Đó, thì đây là cái dây loa đúng không? Dây loa này thì chúng ta sẽ có hai cái nhá. Đó, thì đầu tiên là cái cổng USB thì các bạn sẽ gắn vào một trong bốn cổng USB này, 1 2 3 4 ở đây. Đó, thì mình sẽ gắn vào đây luôn này. Các bạn nhấn mạnh tay vào một chút nhá, để cho nó sát vào cái cổng này. Đó, như vậy là cái dây đầu tiên là USB mình gắn vào cổng USB, một trong bốn cái cổng này. Rồi. Cái chân cắm thứ hai là cái jack cắm 3.5. Đó, thì cái này lúc nãy đã chia sẻ các bạn rồi đúng không? Đấy, cái phần này thì các bạn sẽ gắn vào cái lỗ tròn màu xanh này này. Đấy, cái chân cắm màu xanh này nhá, ở chính giữa nhá. Đó, chúng ta sẽ gắn vào đây. Đó. Thì như vậy là khi mà máy tính của các bạn hoạt động ấy, đó, các bạn mở nhạc lên hoặc là các bạn xem phim ấy, thì lúc này cái loa của chúng ta sẽ có âm thanh. Nếu các bạn gắn thiếu một trong hai dây này ấy, thì loa của chúng ta nó sẽ không có âm thanh các bạn nhé. Đó, thì lúc đấy các bạn kiểm tra lại hai cái jack này nhé, đối với cái loa này thôi. Còn riêng có một số cái loa mà nó đắt tiền hơn và nó cao cấp hơn một chút đấy, tức là ví dụ như loa từ 500 trở lên đến 1 triệu hoặc là hơn, thì thường thường là chúng ta chỉ có một cái jack này thôi các bạn này. Thường thường chỉ có một cái jack này thôi mà không có cái jack USB này. À, các bạn lưu ý nha, đối với những cái loa rẻ thì nó mới có cái jack USB này nhá, còn những cái loa mà từ 500 trở lên hoặc là cao hơn nữa
theo mình được biết là như thế thôi. Đấy. Thì thường thường là nó chỉ có một cái jack 3.5 này thôi, thì các bạn chỉ cần gắn vào đây này. Đó. Và cái dây còn lại là cái dây nguồn, các bạn gắn vào trên ổ điện đấy. Đó thì loa nó sẽ phát ra âm thanh rất là dễ nha. Rồi ở đây thì mình có một cái chặn men các bạn này. Đây cái chặn men này thì khi các bạn mà bỏ vào cái men này vào trong thùng máy ấy, thì chúng ta phải có cái chặn men này để chúng ta bảo vệ cái các cái bộ phận máy tính bên trong nha. Còn nếu mà không có chặn men này thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái lỗ hổng làm cho dán hoặc là chuột nó chui vào nha. Rồi, ở đây mình gắn lại các bạn này. Các bạn lưu ý là khi các bạn mua cái men mới nha thì nhà sản xuất họ sẽ có cái chặn men sẵn cho mình luôn. Đấy. Còn bạn nào mà mua men cũ thì các bạn phải hỏi có cái chặn men này hay không nhá. Bởi vì chúng ta lắp vào thùng cây chúng ta phải có cái chặn men này. Đây mình lắp lại các bạn này. Đó. Thì khi các bạn lắp lại như thế này ấy, thì nó y chang như là cái cổng phía đằng sau của một cái thùng máy thôi. Đó, nó không có gì khác. Đó. Hai cổng tròn trên này, cổng VGA này, cổng USB, cổng LAN này và cổng âm thanh ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Đó, còn nếu mà mình rút ra thì nó như thế này thôi. Đó. Do là cái máy này mình dùng lâu các bạn nhé, cho nên cái phần này nó hơi reset. Cái phần mà cái chặn men này mà reset như thế này chúng ta chỉ cần đánh lại thôi cho nó sạch đi là được, không vấn đề gì nhé. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn về các cái cổng rất là cơ bản ở trên máy tính bàn hay còn gọi là PC, để các bạn mới sử dụng máy tính hoặc là các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về máy tính, các bạn có thêm thông tin các bạn tham khảo nhé, và cái cách sử dụng nhé. Mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng máy tính thành công nhé. Sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.